Chào các bạn, đến với clip review ngày hôm nay đây. Tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu sản phẩm Transformer tôi đã sở hữu rất là lâu rồi. Tuy nhiên đến ngày hôm nay đây, tôi mới làm clip review gửi đến các bạn về mẫu sản phẩm này. Và mẫu sản phẩm này thuộc về hãng Iron Factory các bạn nhé, dành cho độ tuổi 15 cộng. Mã của mẫu sản phẩm này là EF-EX38 Optic Hunter. Và đây chính là một thiết kế dựa trên nguyên mẫu Transformer G1 nhân vật Hau đó các bạn. Thì Hau tôi bỏ vào Google Trans, nó dịch ra là chó săn. Thì đây, Hunter cũng có nghĩa là thợ săn, cái tên lái lái đi để né bản quyền đó mà các bạn. Mẫu sản phẩm này tôi mua bao nhiêu tôi quên rồi, tầm 650 hay 700 gì đó. Và chúng ta nhìn mặt sau nhé, chúng ta sẽ thấy được rõ ràng hơn về mẫu sản phẩm của chúng ta. Là dạng robot nè, và nó sẽ chuyển thành một dạng xe, gọi là xe rip, một dạng xe rip. Ok. À, có luôn cả cái mã code nè các bạn. Chúng ta cần tìm hiểu gì thì chỉ cần quét cái mã này là nó sẽ ra hết tất cả thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu sản phẩm này các bạn nhé. Đây là hướng dẫn lắp ráp của chúng ta. Tên của mẫu sản phẩm, mã mẫu sản phẩm. Nhìn nó cũng rối nùi, tự mò sướng hơn đó các bạn. Đây, mẫu sản phẩm của chúng ta rất là nhỏ gọn luôn, nhỏ xíu như thế này. Một chiếc xe, và theo đánh giá cá nhân của tôi đó các bạn, về cái form dáng của chiếc xe rất là đẹp ha. Bên cạnh đó, màu sắc này nọ của nó cũng rất là ok luôn. Nè, những chi tiết sơn của nó nè. Tuy là nhỏ nhưng mà nó sơn cũng chi tiết. Và sơn rất là bén, không có lem nhem các bạn. Chúng ta nhìn kỹ sẽ có cái vô lăng lái nè các bạn. Có ghế ngồi nữa nè. Ồ, cái ngôi sao này bị lem nha. Mới vừa khen sơn đẹp xong mà nhìn qua đây thì thấy cái ngôi sao của nó nè, ngôi sao màu vàng nè, bị lem. Nhưng mà không sao, không ảnh hưởng nhiều. Nhìn chung, tổng thể vẫn là đẹp. Đẹp về cái cách phối màu, đẹp về cái cách sơn chi tiết, đẹp về cả form dáng. Và ok, không dông dài nữa, bây giờ tôi sẽ bắt đầu chuyển thể nó nhé, chuyển nó thành dạng robot. Trước tiên hết, chúng ta sẽ tháo hai cái phần súng này để qua một bên các bạn nhé. Và rồi, chỗ này nè các bạn, nó sẽ có một cái chốt, chúng ta xoay nó lên. Đó, xoay nó như vậy. Bên đây cũng thế, mở nó lên. Nè các bạn, khó thấy ha, khó thấy và khó chỉ cho các bạn xem. Nó sẽ có một cái chốt và cái chốt này gài vào cái lỗ này nè các bạn, cả hai bên luôn. Thì sau khi đã mở lên rồi, chúng ta sẽ xếp cái này gọn lại. Bên đây cũng như thế, xếp gọn lại. Chi tiết này, mở ra, mở ra. Và cái phần này các bạn nhìn thì các bạn đã hình dung ra được, nó chính là cái phần chân rồi. Chúng ta sẽ tách nó ra làm đôi các bạn nhé. Tách nó ra. Khi tách ra rồi, xoay xuống. Xoay xuống như thế này nè. Bên đây cũng vậy, xoay xuống. Và cái phần này, mở ra. Tương tự, mở ra. Là cái phần bàn chân của nó đó các bạn. Chi tiết này, xếp gọn lại. Xếp gọn lại. Bẻ xuống. Bẻ xuống. Hai cái nắp này chúng ta đóng lại thôi. Rất là đơn giản ha. Đã ra cái phần chân của con Hau rồi. Các bạn nhìn nè. Ở đây nè, tôi sẽ mở ra. Các bạn thấy không, nó sẽ có một cái chốt và nó gài vào cái lỗ ở trên cái phần cẳng tay. Tương tự. Không, xử lý trước luôn đi ha. Đây, phần cẳng tay của nó. Nó sẽ có một cái chốt và nó gài vào cái lỗ ở cái phần thân đen này. Chúng ta sẽ kéo nó ra. Đấy. Và tương tự, ở trên đây cũng sẽ có một cái chốt nè. Mở ra. Và kéo xuống như vậy. Tay bên đây cũng như thế các bạn nhé. Mở ra. Mở ra. Kéo ra. Đấy, đấy, thấy chưa? Và rồi, cái phần này nè các bạn. Phần thân đen nè. Và cái phần này
nó sẽ có một cái chốt và một cái lỗ tương ứng. Chúng ta chỉ việc để vào thôi. Đấy, là nó sẽ cố định lại. Còn cái phần này nè các bạn, phần mui xe nè, chúng ta sẽ bẻ nó ra nhé. Đó, bẻ nó như thế này, bẻ nó xuống. Thì khi chúng ta bẻ nó xuống đó, cái phần đầu nó sẽ chồi lên nè. Thì chúng ta chỉ việc xếp cái phần này lại. Và để ý, sẽ có một cái lỗ ở chỗ này. Và rồi cái phần đầu của nó đó các bạn, cũng sẽ có một cái chốt tương ứng, chúng ta sẽ gài vào. Như thế là xong thôi. Việc còn lại là chúng ta sẽ xoay chỉnh cái vị trí của những cái phần này cho nó chính xác hơn là được. Rồi, à còn phần này, nó sẽ là cái phần vai của Hào. Như thế là xong rồi đó các bạn. Phần súng này nè các bạn, chúng ta sẽ gài vào đây nhé. Và cái phần súng, nó sẽ có một cái phần khớp nữa để giúp cho chúng ta bẻ cái phần súng này chĩa lên trên. Như các bạn thấy. Còn phần súng này, chúng ta có thể cho nó cầm trên tay. Đi kèm với mẫu sản phẩm này sẽ là những bàn tay thay thế các bạn nhé. Đây, bàn tay thay thế của nó đây. Có một cặp bàn tay dạng xòe và một cặp bàn tay cầm vũ khí. Và muốn thay thì chúng ta thay thôi. Thao tác thay rất là đơn giản. Rồi, như vậy đó các bạn. Rất là nhỏ luôn, nhưng mà chi tiết thì rất là đẹp các bạn nhé. Form dáng cũng đẹp nữa. À, rớt cái súng rồi. Chúng ta gắn lại thôi. Các bạn thấy không? Nó nhỏ và cái cách chuyển thể của nó cũng đơn giản chứ không có phức tạp. Nhưng mà cái cách chuyển thể của nó, cách chain của nó rất là hợp lý, rất là logic luôn. Nó không tạo một cái cảm giác khó chịu trong quá trình mà chúng ta thao tác lắp ráp, trong quá trình chúng ta chuyển thể đó các bạn. Bộ sản phẩm này tôi đã mua về từ rất lâu rồi, cũng phải một năm mấy, gần 2 năm đó các bạn. Mà bây giờ tôi mới lòi ra làm clip review. Các bạn biết sao không? Vì khoảng thời gian này nè, tôi bị bệnh khá là mệt mỏi trong người. Và có cả ho nữa, bây giờ là bớt ho rồi. Mà mới vừa bớt thôi, mới vừa đỡ mệt thôi, mới vừa hết bệnh thôi. Nhưng làm clip review về những mẫu sản phẩm mà nói nhiều thì sẽ rất là tốn sức, rất là mệt mỏi. Cho nên tôi làm những mẫu nhỏ như thế này. Để khỏe, khỏe hẳn rồi làm những mẫu bự bự ha. Tuy nó nhỏ, nhưng nó vẫn có khả năng action nữa. Bây giờ tôi sẽ thể hiện cái biên độ cử động của nó cho các bạn xem nhé. Đầu của nó thì khỏi phải nói rồi, xoay trái phải, ngước lên cúi xuống, ok hen. Và để thử cái phần tay bên đây đi, vì bên đây nó bị vướng phần súng rồi. Xoay tròn thoải mái, đưa lên được như vậy. Cẳng tay của nó cũng có khớp để xoay, các bạn thấy không? Và kiểu tay của nó co được hơn 90 độ một chút thôi. Bàn tay thì chắc chắn chỉ xoay tròn được thôi, chứ không thể nào xoay bẻ được. Người của nó xoay trái phải thoải mái. Và có thêm một cái phần khớp ở ngay đây nè các bạn, để có thể gập. Đó, thấy chưa? Nhỏ xíu, ráp hay, đẹp mà còn có khả năng action nữa. Ngon chưa? Phần chân của nó đá lên được như đây. Ok hen. Tẹt ra được như đây. Và xoay tròn thoải mái. Bàn chân của nó được như vậy. Và bẻ lên xuống được một chút. À còn quên nữa, quên cái phần khớp gối của nó hen. Khớp gối của nó co cũng được cỡ 90 độ. Đó là tất cả những khớp có ở trên mẫu sản phẩm này. Nhưng mà thấy khớp của nó có vẻ không được ngon lắm. Nhưng mà đối với một mẫu sản phẩm vừa nhỏ vừa chanh được như thế này, thì chúng ta còn đòi hỏi gì về cái phần biên độ cử động của nó nữa ha. Bây giờ tôi sẽ bô một vài tư thế action của nó, các bạn hãy xem cùng tôi.
Đây, các bạn thấy mẫu sản phẩm này như thế nào? Phong dáng cả dạng xe nè, cũng rất là đẹp ha. Và khi chuyển hình dạng robot như thế này cũng rất là ổn áp luôn. Chi tiết đẹp nè, phong dáng đẹp nè, và cả màu sắc phối, màu sắc sơn cũng rất là đẹp nữa. Bên cạnh đó, biên độ cử động của nó, trong quá trình tôi thử cho các bạn xem á, thì có vẻ như là không được good cho lắm ha. Nhưng khi tôi bow một vài tư thế action như các bạn thấy đó, thì nó cũng rất là ổn áp luôn. Không còn gì để mà bàn cãi cả. Đối với một mẫu sản phẩm bé tí như thế này, tầm khoảng 600-700 ngàn, mà nó đem lại cho tôi rất nhiều hài lòng, rất nhiều sự phấn khích khi trải nghiệm mẫu sản phẩm này, thì tôi không còn gì để mà chê với nó cả. Và chắc chắn rằng với cái giá này thì nó chỉ là như thế thôi, chứ chúng ta không thể nào đem một mẫu sản phẩm 600-700 đem so với mẫu sản phẩm 2-3 triệu, thì khi đó nó rất là bị chênh. Nó không có đúng khi chúng ta so sánh như vậy. Chúng ta chỉ có thể so sánh những mẫu sản phẩm ở cùng phân khúc với nhau, cùng một tầm khoảng giá tiền với nhau mà thôi các bạn ạ. Và như vậy, với mẫu sản phẩm này 650-700 là tôi rất hài lòng. Rồi, clip đến đây là kết thúc. Các bạn có ý kiến gì về mẫu sản phẩm này thì hãy comment chia sẻ ở bên dưới nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.